Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Ha. Những video trước Điện Máy Ha đã giới thiệu chi tiết về chiếc máy đồ xúc xích tự động này rồi. Thì video này Điện Máy Ha sẽ hướng dẫn quý anh chị vận hành và sử dụng chiếc máy đùn xúc xích tự động 10 lít này, mẫu mới nhất năm 2022, đúng kỹ thuật, vận hành đúng kỹ thuật và sử dụng sao cho an toàn và tiện lợi đúng với lại cái mục đích của chúng ta. Thì sau khi các anh chị nhận chiếc máy này về, các anh chị hãy kiểm tra bóc thùng ra, kiểm tra cho em xem là những chiếc máy này khi quá trình vận chuyển nó có bị mốc méo gì không, phụ kiện nó có đủ không. Ví dụ phụ kiện đi kèm với nó thì chị nhìn thấy đây, nó có mấy cái đầu đùn này, nó có 4 loại nhá, đầu 30, đầu 20, rồi đầu 15 và đầu 10. 4 đầu như này là đúng, là đủ phụ kiện. Đó. Ở đây thì chiếc máy này thì là dụng điện áp 220V, có bầu thì bầu là 10 lít rồi. Thì sau khi bước chất thì ta sẽ tiến hành là cắm thử điện. Chị nhìn đây, em cắm sát điện nguồn vào đây rồi, điện 220V. Ở đây này, đi theo máy có thêm một cái bàn đạp chân này nữa nhá. Và đạp này để khi ta vận hành ta dùng chân ta đạp. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta đã cắm thử điện nguồn vào, bước 1 ta sẽ bật điện lên. Bật điện nguồn, công tắc nguồn đỏ này. Đây là chính là công tắc nguồn chính của máy. Để khi vận hành ta bật lên thì đèn báo đỏ đây sáng luôn này. Đèn báo xanh bên cái cụm điều chỉnh tốc độ này nó cũng sáng. Thì đây là chị em nói sơ qua này, những cái chức năng cái bàn đạp. Đây là cái cụm này, đây là cái cụm điều chỉnh tốc độ để người ta đùn. Các chị muốn đùn nhanh đùn chậm ta điều chỉnh ở đây. Đó, ví dụ khi mới đầu các chị chưa quen thao tác với máy, chưa quen với thao tác và chưa quen máy móc, chúng ta sẽ lên để cái ngưỡng tầm khoảng 40-50 này cũng được này. Thì sau đó là sau khoảng 3 ngày 5 ngày thì thao tác của các anh chị nó quen rồi, các chị có thể vặn lên 100 cũng được, không sao. Khi mình đã quen rồi thì làm mọi thứ rất dễ dàng và cảm thấy mọi thứ nó rất đơn giản. Đấy, đây là cái, còn đây là công tắc nguồn điều chỉnh tốc độ. Đấy, tắt bật ở đây. Còn đấy, điều chỉnh nhanh chậm rồi, có cái núm xoay này, núm xoay màu đen này. Đấy chị này, núm xoay màu đen này. Đấy, còn bên cạnh đây, phía dưới cái công tắc màu đỏ nó có một công tắc màu xanh. Đây chính là công tắc đảo chiều để nhằm nâng cái nắp đậy, cái tông của cái đùn lên. Để em thử cho anh chị xem này. Đấy nhá, bước 2 chúng ta sẽ tiến hành kéo cái tông này lên. Đấy các chị nhìn đây, khi em bật cái công tắc màu xanh thì cái đèn báo xanh này sáng này, và cái piston này nó tự động nó nâng lên, cái nắp đậy của ép, cái nắp ép ấy của cái bầu này nó sẽ tự nâng lên này. Khi chúng ta bật, chúng ta cũng không phải canh là sợ nó lên quá hay là nó như thế nào, mà cái này nó tự động nhá. Khi nó lên chạm mức cao nhất ở trên này, trên của trong của máy này thì nó sẽ tự động nó dừng lại, thì nó có một gắn một cái công tắc hành trình rất thông minh. Đây là những cái ưu điểm, những cái chi tiết mà nó được cải tiến mới so với những cái một vài mẫu cũ trước của nhà sản xuất họ đưa ra, là rất là hay các chị nhá. Đấy, đang nâng dần lên này. Đấy, rất tiện lợi. Thao tác này thì anh chị rất cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, êm mái. Vận hành nhiều chiếc máy này thì không gây tiếng ồn quá nhiều, không làm cho cái người vận hành nó bị căng thẳng các chị nhá. Vì rất nhiều những cái máy móc mà nó dinh tiếng ồn lớn quá, đặc biệt là hàng gia công tại Việt Nam, những cái hàng thủ công quá thì nó khi là vận hành ấy nó rất là ồn ào, nó gây ra căng thẳng cho người sử dụng. Đấy là những cái yếu tố mà nó quyết định đến cái việc mà cái tâm lý của người sử dụng, người đầu bếp hay người vận hành ấy. Đó, sau khi hết chính chị thấy à, em không thao tác gì cả mà nó đã tự động nó dừng lại cái đầu piston nó lên cái mức cao nhất rồi. Đấy, sau khi mà các anh chị piston lên rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tháo nắp nhá. Bước thứ 3 là tháo nắp cái bầu này ra này. Tay anh chị chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ đó, đấy, vỗ mấy cái, 2-3 cái thì cái bầu này nó sẽ nghiêng ra phía sau, và một tay phải ta đỡ phía sau này, rồi ta rút ra, rút về phía sau nhé, rút về phía sau để ta tháo ra. Đó là đem đi rửa vệ sinh đó. Đấy, chào anh chị ra, đặt đây và thử định xem. Nó có 3 chân luôn, cái bầu này nó có sẵn 3 chân này, chúng ta sẽ thoải mái để đây để chúng ta thau rửa vệ sinh, rồi chúng ta để khô, sau đó chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào đây. Cho nguyên liệu thì ví dụ cái này thiết kế 10 lít, anh chị đừng cho đầy ọt bên đây nhá. Ta sẽ để cách cái mặt bầu này khoảng tầm 3 phân, 5 phân gì đó. Đây là mức tối đa nhá, chứ còn chúng ta cho đầy bằng cái mặt này lên tí nữa, cái piston này này
nó ép xuống cái tự nhiên là nó phòi hết cái này ra, gây ra mất thẩm mỹ và nó lãng phí cái nguyên liệu của anh chị, không hay. Chúng ta sẽ cho vừa phải để cách cái thành cái mép mép trên của cái bầu này khoảng tầm 3 đến 5 phân. Thì khi đó chúng ta bắt đầu ép cái này xuống thì nó rất là vừa, rất là hợp lý, không tới tình trạng mà nhiều người cứ tham cho nhiều, cùng ép vào nó bị phòi ra, nó bị tràn ra ngoài, là nó lãng phí cái phôi, cái nguyên liệu đi. Này, sau khi cho nguyên liệu vào rồi chúng ta sẽ ráp lại nhá, ráp lại này. Đấy, gài nhẹ vào và tay phải phía sau ta đẩy về phía trước, căng lên. Đấy, còn sau đó ta ráp vào những cái đầu đùn này vào. Ráp đầu đùn thì nó cũng rất dễ dàng thôi, tháo này ra. Bước tiếp theo ta ráp cái đầu đùn này. Đó, lắp vào đây. Và gá này lên. Cái này, cái đầu này nó không có răng đâu anh chị nhá. Nhiều người thì hỏi cái đầu đùn này không có răng cao su à? Lại không chị nhá. Đầu đùn này không có răng cao su tại vì cái nguyên liệu của anh chị nó là một dạng nguyên liệu dẻo. Nó có sự liên kết rất là tốt rồi. Không như là dạng lỏng. Lỏng thì là nó mới cần phải có răng. Đây là nguyên liệu dạng dẻo. Đấy, dạng sệt ấy, nó sẽ không cần phải răng. Ta vặn chặt tay, tương đối chặt tay là được. Đó. Đấy, sau đây em sẽ dạy hướng dẫn anh chị được cách thức vận hành thử nhá. Nhưng thử thì là nói chung là ở đây thì em không có ghế, nhưng mà nếu anh chị nên sử dụng một chiếc ghế học sinh ấy, ta sẽ giống như ta ngồi ấy. Ngồi tay thì chúng ta sẽ trước khi đùn ta phải nhồi hết những cái vỏ xúc xích hoặc là vỏ nạp sườn, ta nhồi hết vào đây, nhồi sẵn chờ ở đây, nhồi chờ vào cái đầu đùn này. Tại vì sao anh chị hiểu là người ta làm thiết kế nó dài là vì vậy, chứ không phải là để thừa để nó chơi đâu, để chúng ta nhồi cái vỏ vào đây. Chứ nếu mà không thì người ta chỉ cần làm cái đầu này ngắn tầm khoảng 3 phân là được. Chỉ để đủ để mép thôi, nhưng không phải. Để chúng ta có thể nhồi được tầm khoảng 3m, 5m những cái vỏ xúc xích, vỏ nạp sườn, vỏ dồi vào đây. Để chúng ta khi chúng ta ép xuống, chúng ta nó từ từ chúng ta điều chỉnh tay phải, chúng ta có thể điều chỉnh cho nó ra, cho cái dồi hay là cho cái vỏ nó xúc xích đó nó nhanh hay nó chậm, nó căng hay là nó mềm. Đó. Khi vận hành chúng ta sẽ, sau khi đã nhồi được những cái vỏ vào đây rồi thì chúng ta sẽ tiến hành như em nói này. Tay phải chúng ta có thể sử dụng ở đây để ta điều chỉnh cái vỏ học xích. Còn chắc chắn là cái điểm cuối cùng của vỏ học xích này anh chị nhớ túm đầu nhé. Dùng chỉ để ta có thể túm đầu lại nhé. Để trên tình trạng khi ép xuống nó bị không có cái điểm chặn thì nó gây ra nó bị nó tràn ra ngoài. Đó. Còn khi chúng ta vận hành ở đây, tay phải chúng ta có thể dùng như đây. Tùy người thuận tay nào nhưng thường là sẽ dùng tay phải. Nắm vào đây để người ta điều chỉnh cái tốc độ ra của cái vỏ xúc xích. Sau đó chân phải chúng ta giảm xuống. Đó đây em. Em bật lại công tắc, tắt công tắc màu xanh đi nhá. Và ta sẽ dùng chân phải ta giẫm vào cái bàn đạp này. Đấy. Thì anh sẽ nhìn thấy này. Cái piston này sẽ bắt đầu từ từ đi xuống. Đó. Piston nó bắt đầu đi xuống. Đấy, nhìn chưa? Đấy, như em nói đây, chúng ta cứ đừng để thịt để nguyên liệu lên bằng miệng. Tối thiểu chúng ta để nó cách tầm khoảng 2 phân là vì vậy. Đấy, nhìn ra piston đang đi rất xuống này. Còn nếu mà khi vận hành mà thấy piston đi nhanh quá thì anh chị điều chỉnh ở cái nút màu đen cho em nhá. Thì chỉ màu đen cho giảm nó xuống một chút để cho nó phù hợp với lại cái thao tác của chúng ta. Đấy, đây là cái nút điều chỉnh tốc độ nhìn này. Nhanh chậm ở đây này. Piston này xuống nhanh xuống chậm là do cái nút đen này. Đó chị nhá. Đấy, nhanh chậm. Còn thao tác của chúng ta thì nó cũng rất đơn giản thôi. Tay thì ta cầm vào cái đầu này để điều chỉnh cái vỏ, tốc độ vỏ nó ra xích. Thì nếu mà chúng ta giữ chặt quá thì cái vỏ xích khi nó nén cái nguyên liệu ra theo cái ống này thì cái vỏ nó rất là căng, và căng quá thì chúng ta sẽ không buộc được. Chị nhớ nhá, chúng ta đừng cái tay này đừng để nó vỏ xích nó căng quá thì chúng ta không buộc được đâu. Khi chúng ta cho vào máy nó buộc ấy, nó không thể buộc được. Đấy, đó là những cái lưu ý nhỏ. Chúng ta điều chỉnh cho cái tốc độ vỏ ra nó vừa phải mà chúng ta cảm thấy nó sờ cái vỏ. Vỏ xích sau khi ra ép ra nhồi rồi thì nó tương đối mềm, đừng căng quá. Đấy, chân dẫm. Đấy, nhả lên thì nó dừng lại mà dẫm xuống thì nó sẽ bắt đầu ép. Thao tác rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Phụ nữ có thể làm bình thường nhá. Rất dễ thôi. Anh chị một ngày, nếu một giờ anh chị khi đã quen với máy rồi thì một giờ cũng chỉ thể nhồi được tầm khoảng 50 cân, 60 cân là chuyện quá bình thường. Rất dễ. Còn nếu một ngày thì chắc em nghĩ rằng nó phải tầm khoảng vài tạ
trong chiếc máy này khi mà chúng ta đã làm quen. Đấy, còn bước tiếp cuối cùng đó chính là cái thao tác vệ sinh của máy. Thì em nói đây, khi anh chị là cho kịch cái piston xuống rồi thì chúng ta sẽ coi như là nguyên liệu hết rồi nhá, chúng ta vừa là tháo ra hoặc là phải tháo ra để vệ sinh, cũng như là thì chị ấy nhớ em là chúng ta sẽ tiến hành này, bật cái công tắc xanh ở phía dưới này, này, này. Đây này, bật lên thì cái đầu piston và cái nắp này nó tự động nó đi lên phía trên, đi lên kịch phía trên này để chúng ta có thể tháo được cái bầu này để vệ sinh, cũng như là chúng ta có thể tháo ra để nhồi một cái nguyên liệu vào cái mẻ trong cái mẻ tiếp theo cũng được. Đấy chị này, vệ sinh thì chúng ta phải tháo cái đầu ra nhá, đầu ra tháo sạch sẽ đấy, không để cái gì cả. Đó, tháo hết ra, tháo rút đầu ra để ta đem đi vệ sinh sạch sẽ, không để những cái nguyên liệu thừa đóng cặn ở đây để gây ra cái mùi, gây ra ôi thiu hoặc là mất vệ sinh. Đấy, còn vệ sinh thì nói chung là ta bắt buộc phải tháo cái bầu ấy thôi. Bầu này thì tháo nó rất dễ dàng, để em thao tác lại cho anh chị cùng xem. Thì nói chung là chỉ việc thì họ đã nhàn suốt, họ làm những cái khớp rất là thông minh, rất là nhẹ nhàng để mà chúng ta ai cũng có thể thao tác được. Rồi, sau khi cái nắp piston này đã lên hết hành trình rồi, nó chạm đây rồi, anh chị hãy tắt nguồn điện cho em, tắt nguồn điện đi và chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh. Rút luôn nguồn điện được, vệ sinh ta nên rút cả nguồn điện ra cũng được, không sao. Sau đó là ta tháo nắp này, dùng tay trái cũng được, anh chị đứng bên phía ngang máy như này, dùng tay trái đập nhẹ cho khoảng 3 cái đấy thì cái bầu này nó nghiêng ra phía sau, và sau đó là một tay trái đỡ vào cái bầu này, tay phải thì đỡ phía nắp sau, và ta rút đẩy cái nắp này về phía sau. Đó, rất đơn giản. Đấy, ta đem ra ngoài, ta thao rửa vệ sinh hết cái phần bầu đi thì để đảm bảo cho một cái những lần ép, lần đùn xúc xong xúc xích phía sau được sạch sẽ và an toàn. Và tất nhiên là trong quá trình vệ sinh thì anh chị phải vệ sinh hết cả những phần này cho em nhá, thân máy rồi đặc biệt là cái piston này, nó sẽ có dính những cái nguyên liệu nó thừa nó bám vào đây, rồi mỡ, rồi những cái gia vị rồi vân vân, nó bám vào thì phải vệ sinh hết nhá, tránh tình trạng để nó loang nổ, nó ngoáng hết ra đây thì gây ra những cái việc mà mất vệ sinh cho những cái lần dùng tiếp theo. Đó, đây là trên đây thì em đã hướng dẫn quý anh chị sử dụng cho một chiếc máy đùn xúc xích tự động loại 10 lít. Quý anh chị cần tư vấn về kỹ thuật hay cần hướng dẫn sử dụng thì vui lòng liên hệ số hotline của Điện Máy Hà để Điện Máy Hà tư vấn cũng như hỗ trợ quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.